Hoàng Trọng Thủy và anh Tuấn. Xin chân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên quan tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19. Ngày thứ tư rồi, 13 tháng Giêng năm 2016, và tối nay là chuyện gì xảy ra hả anh Tuấn? Anh Tuấn khỏe không? Dạ vâng, kính chào quý vị khán thính giả, kính chào anh Hoàng Trọng Thủy. Tối nay thì ai cũng háo hức với lại vé số Powerball. Thậm chí anh Tuấn mua chưa? Dạ mua rồi. Okay. Dạ mua cách đây trước lúc mà cái con số mà nó draw lên 1.5 tỷ đó. Mua chung thì với em ai? Đã mua rồi, dạ, mua chung với ba. Gia đình. Mỗi người cha con một nửa. Thì khi mà cách đây ngày hôm qua thì em có ra một bản tin về người Canada vượt biên qua Mỹ để mua đó. Còn bây giờ những cơn sốt của vé số Powerball lan sang tận Trung Quốc. Những người Trung Quốc bây giờ đó thưa anh, đáp máy bay từ đó bay sang đây chỉ để mua vé xong bay về. Không, người ta không có làm cái đó. Mà người ta làm thành những cái dịch vụ mua dùm vé số Powerball. Mua dùm vé số Tức là những người Trung Quốc ở nơi đại lục đó, người ta sẽ liên lạc với một cái agent ở bên này để mua vé số Powerball. Như quý vị đi ra ngoài mua Powerball, một dãy số là 2 đồng đúng không? Thì là ở bên đó thì 20, 40 cho tới 60 tệ, tức là khoảng 3 đồng cho tới 4 đồng. Thì cũng rẻ quá hả? Thì tôi tưởng 20 đô la một tấm chứ. Yeah. Chúng tôi đi mua dùng cho những người bạn trong sở công ty. Và đến sắp hàng thì thấy khủng khiếp, mình mới cảm nhận được cái chuyện mà người ta mua vé như thế nào. Người Việt chúng ta đó, đã liên tục ra vào có một những cái tiệm mà nghĩa là bán nhiều lắm. Đó cũng là một cái tin vui với nền kinh tế, bởi vì bao nhiêu tiền là đóng vào thuế, giáo dục cũng rất nhiều. Cho nên quý vị đồng ý là nuôi hy vọng, nhưng mà quý vị cũng suy nghĩ đó là hai đồng mình đó đóng góp vào nền kinh tế Hoa Kỳ cũng rất tốt lắm. Bây giờ mình cũng kêu gọi những du khách ngoại quốc, bây giờ tất cả những người Nga, những người châu Âu họ đang du lịch ở tại các tiểu bang mà cho phép chơi đó, là họ cũng đổ tiền họ mua luôn. Bởi vì cho phép tất cả những ai có mặt ở nước Mỹ này được quyền mua vé số. Ngày hôm qua thì em có đọc những cái bản tin cho biết là có rất nhiều người khắp nơi trên toàn nước Mỹ đó, người ta bỏ trên 1.000 đồng cùng một lúc để mua những cái dãy số của Powerball. Ông có một người ở dường như gần Beverly Hills, bản tin ghi nhận ngày hôm qua, bỏ 3.000 đô la. 3.000 đô la mua 1.500 vé. Thì coi như xác suất của người đó thì sẽ không phải là 1/292 triệu nữa. Người đó hơn mình 1.500 lần. Yeah. Thì cũng hy vọng thôi. Nếu mà anh Tuấn nói rằng hôm qua, nếu mà thực sự, nếu đây là cái nguồn đầu tư tốt phải không ạ? Bởi vì cái xác suất là 292 triệu phải không? Yeah. Thì bây giờ có người bỏ ra gấp đôi 292, tức là khoảng 580 triệu để mua hết tất cả những cái dãy số đó. Dạ. Thì họ trúng được 1,5 tỷ. Điều đó có được hay không anh Tuấn? Dạ vâng, khi mà chúng tôi làm một cái con số dựa theo những cái bản tin chúng tôi ghi nhận được cho biết đó, nếu như mà cho dù quý vị bỏ hết tiền ra để thu hết tất cả những dãy số 580 mấy triệu đô la, thì quý vị không có đủ thời gian. Tổng thời gian của họ tính ra là quý vị phải mất hơn 9 năm liên tục để mà quý vị thu gom hết cái máy tất đó cả. Đó hả? Dạ. Để mà 9 năm, trời 9 năm liên tục để mà thu hết gần 600 triệu cái tờ vé số, những cái dãy số đó. Đúng. Mặc rồi. Dù cho anh dùng computer, cho anh dùng bất kể tất cả, nhưng mà cái chuyện mà anh lấy được hết tất cả các số là impossible. Bây giờ cho dù quý vị lấy được cái dãy số đi, nhưng mà đừng quên còn 300 triệu người khác mua nữa. Vì thế cái con số quý vị trúng cũng có thể trùng hợp với nhiều người khác. Đấy. Cuối cùng chia ra thì cái tiền mà 580 triệu bỏ ra nó lỗ. Đó, cho nên cuối cùng thì cái chuyện đó chỉ là lý thuyết cho vui thôi. Ngày hôm nay thời tiết như thế nào hả anh Tuấn? Dạ vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết thì quý vị cũng sẽ thấy cũng như mọi khi. Tuy nhiên thì ông mặt trời dậy muộn hơn chút xíu. 11 giờ trưa thì quý vị mới thấy ông mặt trời mới ló dạng. Ngày hôm nay thì không mưa nhưng mà sẽ có những mây mù. Qua ngày mai, bắt đầu từ ngày mốt đó, thì quý vị sẽ thấy thời tiết bắt đầu lạnh hơn chút xíu. Và các diễn biến về mưa và những cái thời tiết nó sẽ khó xác định hơn, khi mà nhiều nguồn tin của các nhà khí tượng cho biết là sẽ có mưa trong cuối tuần này. Nhiệt độ bây giờ ngay tại Nam Cali là 45 độ và cao nhất ngày hôm nay là 67 độ. Tối ngày hôm nay thì nhiệt độ vào khoảng 48 độ và sẽ bắt đầu lạnh bắt đầu từ ngày mai. Ngày mai thì 65-49 độ. Nhưng mà cuối tuần này, mặc dù dự báo là có mưa, tuy nhiên thì nhiệt độ cũng sẽ ấm hơn mọi khi, ấm hơn một chút xíu, nhích lên một vài con số, 68 cho tới 69. Quý vị khán giả nào mà ở ngay các vùng như Riverside hay là Pomona đó, thì quý vị nhiệt độ sẽ thấp hơn chút đỉnh khi mà
cái nhiệt độ mà của các vùng như Anaheim hay Nam Cali đó thì sẽ ấm hơn mọi khi. Đó là tình hình diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay, tức là thứ Tư 13 tháng Giêng. Thưa quý vị, thị trường tài chính tại Hoa Kỳ đã diễn biến như thế nào ngày hôm qua? Dầu có lúc xuống dưới 30 đô la và hầu hết tất cả các nhà phân tích ra về nền kinh tế năng lượng, họ đều nói rằng cái câu chuyện liên quan đến giá dầu xuống 20 đồng mà cách đây khoảng chừng 6 tháng, chúng tôi còn nhớ là đã trình bày với quý khán thính giả lúc đó, họ đã phân tích, họ nói rằng giá dầu có thể xuống tới mức 20 đồng trong năm 2016 này đó, thì cái chuyện đó không còn là một viễn tưởng xa vời nữa, bởi vì ngay hôm qua đã có những cái chỉ dấu cho thấy giá dầu đang từ từ xuống tới cái mức 20 đô la. Thế nhưng giá dầu ngày hôm nay đã vượt lên trở lại, ngày hôm qua xuống dưới 30 đô la và sau đó vực lên một chút xíu. Giá dầu tuy nhiên vẫn còn ở mức lao đao lắm. Và chúng tôi tin rằng, nhiều người tin tới ra tin rằng giá dầu có thể sẽ xuống tới mức 20 đô la. Bởi vì sao? Bởi vì Iran bây giờ vẫn đang chuẩn bị chờ để có một cái đèn xanh rõ ràng, cởi bỏ lệnh cấm vận và cho phép dầu của Iran tràn ngập thị trường. Đến lúc đó thì dầu sẽ còn xuống nữa. Và quốc gia mà ảnh hưởng nặng nhất trên thế giới lúc này liên quan đến giá dầu đó là nước Nga, thưa quý vị. Bây giờ thì ngân sách của nước Nga đưa ra dự trù sẽ phải cắt giảm thêm 10% nữa. Năm ngoái đó thì cái ngân sách của chính phủ Nga đó là giá dầu dựa trên là 90 đô la. Ngân sách cho năm 2016 giá dầu chỉ dựa vào 50 đô la mà bây giờ còn có 30 đô la thì chuyện gì còn thê thảm hơn nữa, thưa quý vị. Chính vì thế mà nước Nga đang đi vào suy thoái và cắt giảm công nhân viên hàng loạt. Nếu họ bán thật là nhiều dầu và bán càng nhiều dầu thì giá dầu càng bị ảnh hưởng. Dầu từ nãy đến giờ trong vài phút qua lên được 43 sen ở mức 30 đồng 87 sen. Vàng lên được 3 đồng 9 sau khi thị trường chứng khoán ngày hôm nay lại tiếp tục sụt giảm, thưa quý vị. Dow Jones rõ ràng là nhìn thấy giá dầu và họ thấy giá dầu như thế này đó thì càng kéo theo các nền kinh tế khác từ Trung Quốc, Nga và các quốc gia ở châu Á. S&P 500 xuống 6 điểm, Dow Jones xuống 58 điểm, Nasdaq đang xuống ở mức 31 điểm sau khi nhiều giới đầu tư đã đổ vào mua. Bao giờ thị trường mở cửa thì cũng thấy tăng cả, nhưng mà sau đó trong ngày và bây giờ chúng ta lại nhìn thấy thêm Dow Jones tiếp tục giảm thiểu ở mức thê thảm, còn có 16.457 mà thôi. Sau phần quảng cáo, chúng tôi gửi đến quý vị hai bản tin quan trọng. Thứ nhất là Iran đã trả tự do cho 10 thủy thủ của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ sau khi tàu trôi dạt vào vùng biển của Iran. Và liên quan đến bài diễn văn của Tổng thống Obama, ông đã trình bày những điểm gì và những điểm gì mà ông nói rằng còn hối hận đã không thực hiện được. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.